Ráng tu để cứu lấy mình, ngày gần sấm nổ giáng thinh hải hùng. Sắp đến phút rốt cùng thế giới, nghiệp chúng sanh đã tới lúc mùi. Khổ nhiều hơn sự an vui, không tu khó thoát ra hồi đại tai. Có một vị ngồi ngoài phố sáng, mặt ta tới như kẻ ăn mày, vừa xin vừa cúi lại dài xin cô với bác ra tay giúp giùm. Tuy thân phận bằng cùng rách rạc, cũng là người như cả mọi người. Xin thương chớ già ngạo cười, tiền nay giúp một lời mời trả sao. Nhân loại sắp bước vào quả nàng, vật quý chi cùng tán ra trò. Thân này nay chẳng đủ no, xin cô với bác thì cho ít nhiều. Giúp kẻ khó là điều phải nghĩa, có phước dư sao sẽ khỏi nạn. Cuối xin cô bác sớm làng, đồng xu chén gạo xin ban bố dầm. Miệng vừa nói mà lưng vừa cúi, nước mắt rơi như suối đổ ra. Kể nghe cô tiếng Phật đà rằng, con ơi ấy chính là Quan Âm. Biết bao kẻ đã lầm lạc đến, cho rằng phường lười biếng ăn mày. Nào dè là Phật vị lai, vì cậu bi mẫn ngồi ngoài chợ đông. Kẻ nào thì một đồng một cắt, phước to bằng trái đất đấy con. Kẻ lầm nhiều chất giường non, người không lầm thật ít còn chi hơn. Phật nói rồi bình thân im lặng, ta liền quay ngó thẳng bên kia. Đồng trong ánh ngọc một tia, có vị Bồ Tát đang lê gót trần. Qua làm một vị quan liêm trực, thêm đầy lòng nhân đức yêu dân. Sĩ binh hộ vệ bất cần, một mình đi lại xa gần xét xem. Thương dân thế anh em ruột thịt, vua giúp dân chẳng tiếc một điều. Cất nhà cho kẻ bị thiếu, ruộng bán cho kẻ thiếu điều cài canh. Rách cho mặt được lành thân thể, đói cho ăn để khỏe mạnh lên. Chẳng bằng không lúc nào quên, lại thường khuyến khích theo nền Phật gia. Riêng ông quên cửa nhà con vợ, chỉ lo bề ăn ở cho dân.
khiến cho già trẻ xa gần thái đều biết cảm minh ân rất nhiều. Liền nghe tiếng Phật kêu ta nói, ấy là ông Di Lợi độ sanh, mượn cơ giúp đỡ nó lành, để lần dắt chúng tu hành đây con. Bồ Tát ấy đức tròn hạnh mạng, ngài gần đây chứng đặng Như Lai. Hiện giờ ở chúng trần ai, có nhiều Bồ Tát như vậy lắm con. Phật nói rồi ta liền cúi bái, rằng cảm ơn Phật giải tận tường. Nếu quan ở cõi trần dương, như Bồ Tát ấy biết thương dân lành, dân chẳng có một ai hờn oán, nước càng ngày giàu mạnh dân an, không sanh ra cuộc rối loạn khắp đâu, đều cũng lặng an như tờ. Phật rằng nếu biết lo thế ấy, thì cõi trần cả thải hiên hoàng, đau binh cũng chẳng sanh ra, và ngày tận diệt lại là cũng không. Nhưng tiếp thay một ông hành thiền, còn chính người theo chuyện bất lương, thế nên không ngớt thê lương cạnh tranh nhau mãi trên đường lợi danh. Tội lỗi chắc muôn thành đầy ngập, mà khi ác sùng lên khắp trời xanh, ngàn muôn dữ chỉ một lành, nghiệp kia sắp đến phạt hành gớm ghê. Nếu sanh chung giấc mê tình được, và âu lo trường phước cho nhiều, dù chưa có cuộc tàn tiêu, xác hồn kia được Phật theo hộ trì, đủ phép nhiệm cứu khi lâm nàng, lòng muốn chi sẽ đặng có ngay. Con ơi lời Phật không sai, nên khuyên khắp chúng trần ai thức lòng. Phật liền ngước mắt trong một cái, sức lẻ làng mắt nháy còn thua, hiện ra một hộp ngọc to, rồi trong ngọc ấy chiếu ra cõi trần. Mây gió cuộn nước dưng linh lãng, mù mịt trong hình dáng mờ mờ, thấy như bèo nổi lờ đờ, hải hùng không thể ai ngờ cho ra. Trên thây ấy yêu ma đạp dầm, mơ thây lõa lồ càng ngâm càng ghê. Lúc nào đẹp đẽ vườn quê, bây giờ xấu xí hơn về rác trôi.